Mỹ báo động tình trạng lạm dụng thuốc điều trị ADHD ở thanh thiếu niên. Báo cáo cho thấy, cứ 4 trẻ trong độ tuổi vị thành niên tại Mỹ có tới một người lạm dụng thuốc chống ADHD, tức là chứng tăng động giảm chú ý. Một nghiên cứu mới cho thấy tại một số trường cấp 2, cấp 3 tại Mỹ, cứ 4 thanh thiếu niên thì một người cho biết là đã lạm dụng thuốc điều trị chứng rối loạn tăng động giảm chú ý trong suốt một năm trước đó các nghiên cứu trước đây đã phát hiện rằng việc sử dụng thuốc có chất kích thích và mục đích phi y tế có thể bao gồm uống nhiều hơn liều lượng bình thường để đạt được cảm giác phê hoặc dùng thuốc cùng với rượu hoặc các loại thuốc khác nhằm có khoái cảm cao học sinh cũng lạm dụng thuốc hoặc dùng thuốc do ai đó đưa cho do cảm giác căng thẳng về học hành các em cố gắng thức khuya để học bài và hoàn thành bài vở theo bác sĩ nhi khoa tiến sĩ Deeper Kamenger phó giám đốc chương trình nhi khoa về thuốc gây tại Học viện Nhi khoa Đại học Yale cho biết, phạm vi lạm dụng thuốc rộng rãi được công bố vào hôm thứ Ba trên tạp chí Trauma Network Open. Nghiên cứu đã phân tích dữ liệu được thu thập từ năm 2005 đến năm 2020 bởi tổ chức Monitoring the Future là một cuộc khảo sát liên bang đã đo lường việc sử dụng chất kích thích và rượu ở học sinh trung học trên toàn nước Mỹ hàng năm kể từ năm 1975. Trong bộ dữ liệu được sử dụng cho nghiên cứu này, có hơn 230.000 thanh thiếu niên ở các lớp 80 và 12 trên 3.284 trường trung học khắp nước Mỹ đã tham gia khảo sát Về thuốc Adderall, người dùng Adderall sẽ phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt Trong khi lý do và cách điều trị chứng này vẫn chưa được nghiên cứu chắc chắn Nghiên cứu cho thấy, các trường có tỷ lệ thanh thiếu niên sử dụng thuốc điều trị ADHD Theo toa cao nhất, có khả năng học sinh lạm dụng chất kích thích cao hơn khoảng 36% so với các trường khác Giáo sư MacKev nói, những trường có ít hoặc không có học sinh đang sử dụng các phương pháp điều trị như vậy ít gặp vấn đề hơn, nhưng sự hiện diện của việc làm dụng thuốc vẫn tồn tại. Theo nghiên cứu, các trường học ở vùng ngoại ô ở nhiều nơi tại Mỹ, ngoài trường ở vùng đông bắc có tỷ lệ thanh niên lạm dụng thuốc điều trị ADHD cao hơn. Những trường có nhiều học sinh da trắng hơn và những trường có học sinh uống rượu ở mức trung bình cũng có nhiều khả năng xuất hiện thanh thiếu niên lạm dụng chất kích thích. Theo phân tích, ở cấp độ cá nhân, những học sinh cho biết họ đã sử dụng cần sa trong 30 ngày qua có khả năng lạm dụng thuốc điều trị ADHD cao gấp 4 lần so với những người khác không sử dụng cần sa ngoài ra nghiên cứu cho thấy thanh thiếu niên cho biết họ đã sử dụng thuốc điều trị ADHD hiện tại hoặc trước đây có khả năng lạm dụng chất kích thích cao hơn khoảng 2,5% so với những bạn ở cùng trang lứa chưa bao giờ sử dụng quá trình thu thập dữ liệu cho nghiên cứu kéo dài đến năm 2020 kể từ đó số liệu thống kê mới cho thấy đơn thuốc sử dụng có chứa thành phần kích thích đã tăng 10% trong năm 2021 ở hầu hết các nhóm tuổi đồng thời xuất hiện tình trạng thiếu adderall ở trên toàn nước mỹ một trong những loại thuốc điều trị adhd phổ biến nhất khiến nhiều bệnh nhân không thể mua mới hoặc mua lại thuốc theo đơn bác sĩ sự nguy hiểm của việc lạm dụng các nguy cơ rất cao của việc lạm dụng thuốc có thể kể đến như dùng thuốc có thành phần chứa chất kích thích không đúng cách trong thời gian dài có thể dẫn đến rối loạn sử dụng chất kích thích, dẫn đến cảm giác lo lắng, trầm cảm, rối loạn tâm thần hay co giật. Nếu lạm dụng hoặc kết hợp sử dụng với rượu hoặc các loại thuốc khác có thể gây nên những biến chứng sức khỏe đột ngột như hoang tưởng nhiệt độ cơ thể cao tới mức nguy hiểm, nhịp tim không đều nếu chất kích thích được sử dụng với liều lượng lớn hoặc thêm những cách khác ngoài việc nuốt viên uống. Nghiên cứu cũng chỉ ra những người lạm dụng thuốc điều trị ADHD có khả năng cao mắc chứng rối loạn sử dụng nhiều chất gây nghiện. Các chuyên gia cho biết, việc lạm dụng thuốc đã gia tăng trong 2 đến 3 thập kỷ qua khi ngày càng có nhiều thanh thiếu niên được chẩn đoán và kê đơn những loại thuốc mà trong thành phần có chứa chất kích thích. Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng cứ 9 học sinh trung học tại Mỹ có một học sinh phải sử dụng thuốc điều trị chứng ADHD. Đối với người bị ADHD, sử dụng thuốc một cách thích hợp, thuốc kích thích có thể là phương phương pháp điều trị hiệu quả chúng bảo vệ sức khỏe của một đứa trẻ những thanh thiếu niên được chẩn đoán và điều trị đúng cách cũng như được theo dõi rất tốt họ có ít nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần mới hoặc rối loạn sử dụng chất kích thích mới